Anh Tiện ơi, khi nào mình phải tăng sơn về anh? À, theo nhà sản xuất hướng dẫn á, thì mình đã em có thể coi ở đây nè. Thì 30 mm, cái khoảng cách đó thì mình có nên tăng sơn rồi. Thì mình dùng ngón tay nè, đẩy lên, đẩy xuống. 30 mm á, này nó khoảng một đốt tay gửi của mình. Thì em có thể coi nè. Sơn của anh á, thì khoảng là một đốt tay đến một đốt tay gửi thôi. Nên di chuyển khoảng 1.000 cây nữa thì mình có thể tăng sơn rồi. Và xin chào, mình là Thiện Chấm Xe.